Xin chào tất cả bác nhá. Hôm nay mình lại có thời gian lại đi rừng một chút. Hôm nay mình đang đi rừng ấy thì đến cái số đoạn này này. Trước mặt các bác này đang nhìn thấy này. Mình lại thấy một cái cây gọi là cây rau và là một cái loại cây giải độc nha các bác. Bây giờ mình sẽ tiến lại gần và giới thiệu cho bác cây này nhé. Về loại cây này nhé. Đây các bác ạ. Đây là chính là ngọn non của nó này. Đây nữa là cái cây già của nó. Nó già hơn rồi. Đây là những lá già này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bác loại cây này nhá. Cây này có tên gọi là rau ngót. Nhưng loại này là ở trong rừng gọi là rau ngót rừng các bạn nhá. Loại này là mình nghe anh trai mình kể thì là cây này thì có thể là làm một dạng thuốc để giải độc ấy, giải độc rất là cao, có tính giải độc rất là cao nhá. Đấy, cây này thì ngày trước mình cùng anh trai mình đi rừng ấy cũng gặp một cái cây như này. Thì là anh đấy đang đói, anh đấy gặm một hai lá thôi, nhai một hai lá xong nuốt. Một lúc sau thấy đau bụng quá, đau bụng kiểu như là nó đang giải độc trong người mình ấy, đang rửa ruột cho mình ấy, trong bụng mình ấy. Sau là một lúc sau là ông đi đái, là đái ra nước một màu xanh cơ mà. Đây các bác ạ. Mình khuyến cáo là các bác đi rừng gặp cái cây rau ngót rừng này đang đói bụng không nên ăn nhé. Không nên nhai. Nó sẽ gây ra đau bụng ấy. Đau bụng, nhưng mà nó đau bụng này không sao đâu. Nó chỉ là cái quá trình nó giải độc trong cơ thể mình ấy. Đau bụng xong là các bác đi đái xa. Đi đáy là chắc chắn là nước tiểu sẽ xanh lè luôn. Đấy. Mình có một số thông tin là về cái cây rau ngót rừng là như thế các bác nhé. Các bác có thể lên trên Google để tìm hiểu nhé. Tìm những công dụng và cái cách thức sử dụng nó như nào, hay cho cách thức sử dụng nó cho tốt hơn nhé các bác nhé. Đây, ở đây nó có một bụi cũng khá là to, cái gốc của nó kìa. Đấy, khá là to nhỉ. Đấy, bên này cũng phải này. Bây giờ mình sẽ nói sơ lược về cây này nhá. Đây, nó lá nó mọc theo kiểu đối xứng như này nhá các bác. Lá nó sẽ có màu xanh. Xanh này là xanh đậm, rất là đặc biệt luôn. Lá nó sẽ tùy theo cái chỗ, cái nhánh của nó to nhỏ khác nhau. Đây, lá cành này thì nó, lá nó to hơn này. Đặc tính của nó là những cái lá này bóng, rất là bóng. Ở bên dưới nó màu xanh như một này. Rất là bóng. Nó, cái nhánh nó ra nó không phải là đếm bao nhiêu lá đâu, nó cứ mọc ra như thế thôi. Đấy. Mình sẽ ngửi mùi nó có mùi gì nhá. Có mùi hơi hắc hắc một tí các bác ạ. Đấy, mình ngửi không quen là hắc hắc một tí nhá. Ở đây cái gốc nó rất là to, nhưng mà nó chỉ có ra một hai nhánh bé bé này thôi. Còn một chút thôi đấy các bác ạ. Cái cây này cũng đi rừng cũng không mấy khi gặp đâu. Rất là gọi là hàng hiếm rồi đấy. Vậy là mình đã cho các bác một số thông tin như thế nhé. Các bác có thể tìm hiểu sâu bằng cách là tra Google, hay là xem ở dưới phần mô tả video này nhé. Mình sẽ để một đoạn giới thiệu về cái
cây rau ngót rừng này ở dưới phần mô tả video nhé các bác. Các bác không lên Google đọc thì kích vào cái phần mô tả dưới video ấy. Đấy, nếu mà các bác có ý kiến gì về cái video này hay là có sự đóng góp ý gì về cái video này của mình, các bác hãy bình luận ở cái phần bình luận ở dưới video ấy để cho mình được biết và mình sẽ điều chỉnh sửa ở những video tiếp theo nhé. Bây giờ mình xin chào tất cả các bác.